Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, hôm nay có dịp về với biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa để chiêm ngưỡng cái danh lam thắng cảnh du lịch ở biển Sầm Sơn Thanh Hóa của chúng ta. Cô gái rất là xinh đang khoe sắc cùng với bãi biển Sầm Sơn Thanh Hóa và tư sướng lưu giữ những cái bức hình mà đẹp nhất. Cũng có thể là ở đây là một pha chụp lấy mông chăng. Và cũng như quý bạn chị và bạn đã biết thì hôm nay là cái ngày thứ năm, là ngày không phải là ngày cuối tuần nhưng mà biển Sầm Sơn Thanh Hóa của chúng ta rất là đông. Chia sẻ luôn với quý vị và các bạn là hôm nay là công ty mình là bốc lịch vào cuối tuần, nhưng mà các cái phòng khách sạn ở Sầm Sơn hiện giờ là kín lịch. Chính vì thế mà hôm nay là mình di chuyển vào thứ năm để cho nó đông hơn. Đây, cái lượng người mà hôm nay là thứ năm đi bạn thấy không, Sầm Sơn Thanh Hóa của chúng ta. Khoảng 3 năm đổ về trước thì biển Sầm Sơn rất là ít du khách du lịch. Nhưng mà khoảng 3 năm đổ về đây thì biển Sầm Sơn của chúng ta có rất là nhiều khách trong nước cũng như là quốc tế về đây để tham quan những cái danh lam thắng cảnh. Điều đó chứng tỏ là cái Bộ Văn hóa Thông tin cũng như là du lịch của tỉnh Thanh Hóa làm việc rất là tốt. Chính vì tốt mà mới thu hút khách được nhiều như các bạn ạ. Đây, và trong cái quá trình tắm như này thì quý vị bạn thấy có những cháu nhỏ ở đây. Đây là có những cháu nhỏ thì mình xin khuyến cáo với các bố các mẹ cũng như là quý vị anh chị và các bạn, chúng ta không nên để cho các cháu nhỏ mà chúng ta đi một mình như thế này, rất là nguy hiểm. Chúng ta phải cố gắng thuê cho các con những bộ áo phao hợp với cái lứa tuổi của từng các con để các con được bảo vệ một cái an toàn nhất, và cũng bên cạnh đấy thì là các con sẽ có những bộ đồ chơi để các con bộ đồ tắm để các con sẽ ra đi tắm được. Và như đây quý vị các bạn cũng đã thấy ở đây là một cái bác nhiếp ảnh ra, bác đang lôi con cá heo. Đa số những người mà cầm lôi những con cá heo hay lôi những chiếc tàu như thế này là những người mà thường mang theo một máy ảnh để mà giúp lưu lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời của quý vị và các bạn đi tắm biển cùng với gia đình của mình và người thân yêu của mình. Những con cá như thế này thì được trẻ con rất là yêu thích, chúng hay trèo lên để ngồi để chụp ảnh. Nên mà một cái vấn đề là ở đây thì cái vấn đề nhiếp ảnh gia của chúng ta là có rất là làm suốt cái mùa du lịch này rất là đông khách. Ngoài cái bãi tắm rộng ra như thế này thì ở bãi biển Sầm Sơn của chúng ta là có những cái con tàu để đánh bắt hải sản để phục vụ cho các cái nhà hàng hải sản cũng như là bà con cô bác của chúng ta. Đây, việc bạn cũng thấy đây là một cái đội ngũ tàu rất là đông, tính đến hàng trăm con. Đây, và đây những người làng chài là đang còn gội những cái lưới nó bị dính để chuẩn bị là đi ra khơi đánh bắt những cái hải sản để phục vụ bà con cô bác của chúng ta. Và đây là cái con tàu, mình đang đứng cận cảnh một cái con thuyền để đánh bắt cá. Bên cạnh đấy thì bãi biển Sầm Sơn cũng có rất là nhiều cô gái xinh và đẹp. Chẳng hạn như quý bạn cũng đang nhìn vào máy quay của tôi thì có rất là nhiều cô em xinh và đẹp.
đấy. Với cái đấy cũng không thiếu được những cậu trẻ mới lớn mà khỏe mạnh đến như thế này. Nước da đúng là nước da của biển của chúng ta luôn. Và bên cạnh đấy thì những cô gái xinh đẹp cũng là có những cái bức hình mà tươi sướng. Đây, đây là một cái gia đình mà cũng có thể là đi chụp ảnh để lấy dữ liệu. Tôi vừa được cái thông tin là ghé ở đây là chỉ có 100.000 cân đi bán rau của địa bàn ạ. Rất là đẹp. Đây là hình ảnh mà các con mà đang còn cưỡi lên con cá heo để mà chụp hình giữ những cái bức hình lưu niệm đẹp nhất. Đây quý vị bạn thấy là đấy có những cái phao mà các cháu nhỏ rất là tốt. Đây là một chi mà phục vụ các cái phao giúp cho các cháu nhỏ của chúng ta là có những cái buổi tắm cùng với gia đình cũng như bố mẹ người thân là an toàn. Ở đây cũng như là mình vừa nhắc nhở bố của cháu nhỏ này, và bố cháu nhỏ này đã sắm cho con ngay một bộ áo phao rất là đáng yêu. Xin chào các bạn. Thông thường nếu mà người ta đi tắm biển là thường thường là khoảng ngoài 4 giờ vì trời mùa hè rất là nóng. Buổi sáng thì là người ta đi tắm cái lúc mặt trời chưa lên, và lúc mặt trời lên là khoảng 7 giờ 7 rưỡi là người ta bắt đầu về. Cho đến buổi chiều người ta lại ra biển và kéo nhau ra biển. Hiện giờ thời gian là 5 giờ kém, khoảng 5 giờ kém 15. Và bãi biển của chúng ta thì quý vị bạn đã biết. Đây, tuyệt vời, đông lắm quý vị bạn. Có những ông bố cùng với con đi chơi như thế này. Đấy. Bên cạnh đấy là cũng có những người mà chúng họ tránh nắng, chờ cho cái ánh nắng thấp để giảm đi, người ta mới đi ra biển người ta tắm. Giống như chị và em nhỏ này. Ôi cá heo. Về với bãi biển Sầm Sơn ở Thanh Hóa của chúng ta thì ngoài những cái chiêm ngưỡng những cái danh lam thắng cảnh của bãi biển của Sầm Sơn thì chúng ta còn được gặp gỡ giao lưu với rất là nhiều em rất là xinh, những cô gái rất là xinh. Đây là những người bán ghẹ. Người ta thường thường là đi bán ghẹ tôm, ghẹ mực. Và như tôi vừa hỏi giá ở đây thì giá ghẹ ở biển Sầm Sơn này, ghẹ là ghẹ thật đấy quý vị các bạn nhé, chứ không phải là ghẹ theo cái suy nghĩ của quý vị và các bạn chúng ta đang suy nghĩ đâu ạ. Thì ở đây là ghẹ đó khoảng 100.000 một kg.
Đón dép con đạt kìa. Trắng kìa. Đưa về bao tiền anh Tuấn? Đưa về bao tiền? Bên kia lại 100.000. Đi đi. Đi đây con cảnh sát rồi đây. Đầu là đấu anh 500.000 lại ngồi gần con gái. Hết đáp ơi. Đáp. Tím gì? Tím này làm sao? Hả? Máy đang quay. Lên tên tận cái chân kìa. Thank you.
lắm nữa thì chưa?